Thầy có sao không ạ? Không. Thầy lui về phòng để bình tâm lại. Lãnh đạo viện cứ gọi điện suốt. Bây giờ thầy phải đi họp đã. À, hai đứa cứ về đi. Thầy ổn mà, không sao đâu. Thuốc chống trầm cảm. Cái này là... Là của bệnh nhân nhờ thầy xem hộ. Khi nãy lãnh đạo viện gọi điện thoại nhiều quá, cuống, tức là đánh rơi. Thôi, hai đứa về đi. Thầy không sao đâu mà, nhá. Ờ, thầy ơi, thế có gì thầy báo cho em nhá. Ừ, hai em cứ về đi. Thầy không sao đâu. Dạ. Đừng lo gì cả, nghe nhé. Vâng ạ. Em à, anh thấy thầy bữa nay lạ lắm. Chưa bao giờ anh thấy thầy bối rối như vậy. Ừ. Chắc thầy vẫn còn bị sốc bởi vụ côn đồ anh ạ. Mình đi thôi. Trời ơi, hơn 3.000 lượt view và 500 lượt share. Mẹ, Dương Tình đang vào bình luận ầm ầm, để con đọc cho mẹ nghe nha. Chắc lại đòi phong bì. Người ta không đưa thì chữa láo nên mới bị đánh. Muốn đốt nhà con bác sĩ này quá. Thôi, mẹ không muốn nghe mấy cái lời nhảm nhí này. Dân tình nhà mình cũng buồn cười ghê cơ. Vào bình luận cứ như thể là quan tòa ấy. Chưa biết đúng sai ất giáp gì, đã lên án người ta các kiểu các kiểu. Chuyện lần trước của chị Thủy, mẹ đã không thể nào chịu nổi rồi. Để con vào con xử lý mấy đứa này cho. Thôi, nói qua nói lại trên mạng thì được cái tích sự gì. Mẹ đang rối cả ruột cả gan lên đây. Con Thủy nhà mình năm nay sao lận đận thế không biết. Tình trạng bác sĩ bị hành hung báo động từ lâu rồi mà mẹ. Bắt được mấy thằng này á thì phải kiện, kiện đến nơi đến chốn luôn. Kiện qua kiện lại thì đến bao giờ? Rồi thời gian, tiền bạc, sức lực cũng có theo được mãi đâu. Ai mà cũng như mẹ thì sự việc này vẫn còn tiếp diễn. Người ta không làm thì mình phải làm chứ mẹ. Thế nào con? Nó có ăn? Thế là nó không đụng đến một thìa nào con? Tinh thần của vợ con không tốt, cho nên con cũng không ép mẹ. Thôi, để mẹ đi tần cho nó con gà. Thôi mẹ, mắc công mẹ thôi. Thủy bây giờ chỉ thích yên tĩnh, lúc này không tha thiết ăn uống gì đâu mẹ. Anh Hai nói đúng với mẹ. Hai, vụ này Hai tính làm sao? Có đưa ra tòa không? Chuyện đó cứ để cho cơ quan chức năng xử lý. Mẹ, vợ con cũng là người không thích kiện cáo lung tung đâu mẹ. Mẹ đã nói rồi, con cứ sôi lên sùng sục ấy. Con ra xem ai. Không cần xem, con cũng đoán được là hàng xóm của mẹ rồi.